Mẹ bệnh nhi mở ca cho biết, con sinh ra nặng 3kg nhưng từ khi 5 tháng tuổi cho đến 12 tháng, bé chỉ nặng 6,5kg. Ngoài triệu chứng không tăng cân, bé không biểu hiện gì bất thường nên gia đình không đưa đi khám. Trước khi nhập viện, mở ca ho, kho khe kèm sốt từng cơn, được gia đình đưa vào bệnh viện tuyến cơ sở điều trị. Tuy nhiên, tình trạng trẻ diễn tiến nhanh, khó thở tăng dần và được đặt nội khí quản, chuyển tuyến tỉnh và điều trị. Tại đây, trẻ được trần đoán viêm phế quản phổi, suy tim, theo dõi bệnh cơ tim giãn. Sau 15 ngày thở máy, trẻ được cai máy, sau đó thở oxy, điều trị kháng sinh, thuốc vận mạch, thuốc hạ áp phổi nhưng tình trạng của trẻ diễn tiến chậm và trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương. Ngày 10 tháng 4, bé MK nhập viện Nội khoa tim mạch, Trung tâm tim mạch bệnh viện Nhi Trung ương, được các bác sĩ kiểm tra nguyên nhân cao huyết áp, suy tim. Kết quả chụp siêu âm tim thành tâm thất dày, chụp MSTT, chụp các lớp vi tính phát hiện hẹp động mạch thận phải bẩm sinh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng khoa thận và lọc máu bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Bình thường thận cần được cung cấp đủ máu để đảm bảo chức năng lọc bỏ các chất thải, chất lỏng dư thừa và điều hóa huyết áp. Khi các động mạch thận bị hẹp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt lượng máu giàu oxy tới thận, lưu lượng máu tới thận giảm làm tăng huyết áp trên toàn bộ cơ thể và gây tổn thương nhu mô thận. Nếu không được điều trị kịp thời thận phải của bé MK có nguy cơ hỏng hoàn toàn. Bác sĩ Hương nói và cho biết qua thăm khám hội trần các bác sĩ đã quyết định ghép thận tự thân để bảo tồn thận phải cho bệnh nhi. Các phẫu thuật của bé MK diễn ra vào ngày 4 tháng 5. Ba kíp mổ được huy động gồm kíp mổ lấy thận kiếp rửa thận và kiếp ghép thận. Sau khi phẫu thuật đưa thận phải ra ngoài, các bác sĩ rửa thận và tạo hình động mạch thận bằng tĩnh mạch chậu ngoài làm rộng động mạch thận phải. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, giám đốc trung tâm tim mạch bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp tạo hình động mạch thận cho biết chúng tôi quyết định ghép thận của trẻ vào vị trí hố chậu phải để có thể cấp máu đủ cho thận phải do động mạch chủ bị hẹp chỗ xuất phát của động mạch thận phải cái khó nhất ở cuộc phẫu thuật này là phải tạo hình làm rộng động mạch thận do hẹp hoàn toàn đường kính động mạch thận phải khoảng 1,5 mm sau 180 phút, ca ghép thận tự thân được thực hiện thành công. Thận ghép sau khi nối mạch máu đã tạo hình được cấp máu đủ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt trong phòng vô khuẩn tại khoa điều trị tích cực. Để kiểm soát các yếu tố nguy cơ như chảy máu, nhiễm trùng sau ghép thận, sau một sức khỏe bé mờ cả ổn định, tự thở, tỉnh táo, huyết áp trở về bình thường và mọi chỉ số đều rất tốt, trẻ đã được xuất viện sau 10 ngày. <laughs>